xe container lật trên đèo Con Ó. Đang đổ đèo Con Ó, xe container bỗng lao qua phần đường bên trái rồi lật nghiêng, đè trúng hai người đi xe máy khiến cả hai không qua khỏi. Tài xế xe container cũng bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin. Đêm 29 tháng 7, công an và lực lượng cứu hộ huyện Đạ Tẻ, Lâm Đồng triển khai các biện pháp cứu hộ, giải phóng hiện trường vụ lật xe container trên đèo Con Ó, đè hai người đi xe máy không qua khỏi. Theo thông tin ban đầu, chiều 29 tháng 7, xe container lưu thông trên tỉnh lộ 725 của Lâm Đồng theo hướng từ xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm đến huyện Đạ Tẻ. Khi tới khu vực đèo Con Ó thuộc địa phận xã Mỹ Đức, Đạ Tẻ, xe container bất ngờ lao qua phần đường bên trái rồi lật nghiêng, đè trúng xe máy do một người đàn ông điều khiển, chở theo một phụ nữ. Vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy không qua khỏi. Tài xế xe container bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin. Người dân địa phương đã phá cửa đưa tài xế này đến bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng huyện Đạ Tẻ đã có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai các biện pháp cứu hộ giải phóng hiện trường. Danh tính của hai nạn nhân tử vong được xác định là ông NVD 34 tuổi và em họ là bà VTKT 31 tuổi, cùng ngụ xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm. Đèo Con Ó dài khoảng 20 km nối liền các huyện Đạ Tẻ và Bảo Lâm. Đây là một trong hai tuyến đường kết nối các huyện khu vực phía Nam của tỉnh Lâm Đồng với các thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.